Khi bố cho con, cả hai cùng cười. Khi con biếu bố, cả hai đều khóc. Từ khi biết đến Phật Pháp, con đã hiểu sâu hơn về ân nghĩa, về lòng biết ơn cha mẹ. Con chỉ mong bố có thật nhiều sức khỏe. Con tự hào rằng con là con gái của bố. Bố yêu, con nhớ bố. Mọi người cứ nói chúng con thiệt thòi vì bố mất sớm, nhưng con thấy người thiệt thòi là bố. Khi mà con còn chưa kịp báo hiếu gì cho bố cả, còn bố luôn dành dụm từng tí một cho con. Nhân ngày của cha, con chỉ muốn chúc bố ở một nơi nào đó luôn sống thật hạnh phúc, vui vẻ. Cuộc đời này bố đã vất vả đủ rồi. Con yêu bố rất nhiều. Chúng ta rồi đến một ngày nào đó, các con ạ, cha mẹ cũng phải rời xa chúng ta. Nào ai biết được cha mẹ sẽ sống với mình đến bao giờ đâu các con. Cho nên các con hãy trân quý những giây phút cha mẹ còn bên mình các con nhé. Những giây phút cha mẹ còn bên mình là những giây phút quý nhất của cuộc đời. Cha đứng với con nhìn phố xa xa, dặn con ra sao cứ luôn mỉm cười. Như cách cha dẫu mệt mỏi ngày dài thì trở về nhà vẫn ấm niềm vui. Cha nói với con phải vững tin lên, đừng bao giờ quên giấc mơ của mình. Tuổi thơ của con có cha đồng hành là điều vô giá. Ngày con thêm lớn khôn, cảm nhận thêm rõ hơn cuộc đời. Con biết cha đã thăng trầm, con biết cha có muôn lời thầm lặng. Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối từ lâu chôn giấu, khi đã phải quên đam mê đời mình. Để con no ấm, cha chật vật mưu sinh, vượt qua sóng gió, lời cha dẫn bước, mở rộng tim con, bao dung như cha, trong đêm đau thương vẫn yêu cuộc đời, vẹn nguyên mơ ước như ánh sao trời, nhưng sao không nói cùng con cha ơi.